cảnh sát Na Uy bắt giữ hung thủ tấn công bằng cung tên, làm chết 5 người và một số người bị thương. Vụ việc diễn ra vào lúc 18h13 phút ngày 13 tháng 10 theo giờ địa phương tại thị trấn Kongsberg ở phía đông nam của Na Uy. Hiện động cơ của vụ tấn công nêu trên đang được điều tra làm rõ, nhưng cảnh sát không loại trừ khả năng đây là vụ tấn công khủng bố. Hiện trường vụ việc đã bị phong tỏa. Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy nhiều mũi tên găm trên tường một căn nhà gỗ và rơi trên đường tại khu vực này. Cơ quan chức năng ra thông báo yêu cầu người dân ở trong nhà và hạn chế đi lại ở một số khu vực có liên quan đến vụ tấn công. Trong khi đó, máy bay trực thăng và một đội ra phá bom mìn cũng được điều tới hiện trường của vụ việc. Sau đó, Na Uy cũng yêu cầu cảnh sát trên toàn quốc mang theo vũ khí. Cảnh sát nước này thường không vũ trang và chỉ trang bị súng khi cần thiết. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất tại Na Uy trong nhiều năm, kể từ sau vụ việc ở Oslo năm 2011. Tên Anders Behring đã cho nổ bom ở Oslo và xả súng ở một trại hè dành cho thanh thiếu niên ở Utøya. Ít nhất 77 người thiệt mạng trong vụ việc.